mình mới chiếu đi. Vâng, để xem có không anh. Từ từ đã rồi đấy. Bây khoảng 10 phút thôi và hỏi trong vòng khoảng 10 phút là tổng cộng khoảng 3 vấn đề, 2 phút thì mới đủ. Thank you.
quan nhiệt độ cao hơn so với hệ thống bình mở và có thể đánh được cái tổn thất của các cái chất dễ hay hơi và giảm được cái môi trường trong quá trình sinh vật và có thể cắt giảm khối lượng nước thải. Và nên nhược điểm của cái hệ thống vi tính này là áp suất cao gây rủi ro về nổ binh và số lượng mẫu xử lý bị hạn chế. Vật liệu của tạo binh PTFE là cái tắt của cái từ polytetrachloroethylene. Và mình chỉ cần hay là không chủ được nhiệt độ quá cao và không bổ trợ xung lực thì đúng môi trong quá trình xử lý. Và các hình được quá trình công nghệ là bán đầu lần ngâm 130 ml tân hương trong 2 tuần thì được hiệu suất trích ly. Em trích ly cái gì đây? Cái mục đích của em là thu được cái gì? Tinh dầu. Thế thì tôi hỏi hiệu suất trích ly tinh dầu của em là bao nhiêu phần trăm? Không hiểu thế nào? Hiệu suất trích ly tinh dầu của em thì là tức là em trích ly lượng tinh dầu được chiếm cho cái lượng nguyên liệu ban đầu. Và em giữ bao nhiêu? Kích thước nguyên liệu. Ở cái khảo sát là em khảo sát kích thước từ kích thước là 0.2 mm, tức là sau đầu tiên nghiên cứu là nghiên chọn kích thước đúng không? Thì em thấy là 0.2 là đúng nhất thì đúng không? Tốt nhất. Thì bắt đầu tiếp theo là đến đây là bắt đầu cố định kích thước rồi là 0.2 đúng không? Rồi thời gian. Thời gian là 8 tiếng. Sao chọn được tỷ lệ dung môi nguyên liệu là bao nhiêu? Một thứ sáu. Thế cuối cùng là kiên cứu yếu tố cuối cùng là thời gian thì hai yếu tố kia ra làm sao? Tỷ lệ dung môi nguyên liệu là kích thước. Tỷ lệ kích thước cùng nguyên liệu là